Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin tối của chúng tôi. Bản tin tối được cập nhật đến 18 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nguyên nhân nhà máy Quảng Đồng bị tạm dừng hoạt động sau sự cố vỡ hồ thải. Nhận hối lộ 14 tỷ, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh mua bất động sản. Công an Hà Tĩnh kêu gọi Lê Đình Thức đầu thú để hưởng khoan hồng. Giám đốc bị lừa 18 tỷ đồng để chạy giấy phép đầu tư dự án. Mỹ công bố trừng phạt công chức và doanh nghiệp Belarus. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 18 giờ hôm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản yêu cầu công ty cổ phần đồng Tả Phời Vinacomin tạm thời dừng hoạt động nhà máy tuyển đồng để tập trung khắc phục sự cố vỡ cống D2000 hồ thải Quảng Đuôi xảy ra ngày 8 tháng 8, ghi nhận của báo Lao động. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, ngoài yêu cầu tạm thời dừng hoạt động nhà máy tuyển đồng Tả Phời để tập trung khắc phục sự cố vỡ cống D2000 hồ thải Quảng Đuôi, đơn vị mỏ còn được yêu cầu huy động trang thiết bị, nhân lực tổ chức nạo vét thu hồi toàn bộ bùn thải tại các khu vực lắng đọng ngoài môi trường. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai, xã Tả Phời và các xã giáp ranh khuyến cáo người dân tạm thời không lấy nước trực tiếp để phục vụ cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi và các mục đích khác, không tiếp xúc trực tiếp với các nguồn nước thải và chất thải từ nhà máy sau sự cố. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo đơn vị kỹ thuật đo đạc để xác định khối lượng bùn, nước từ hồ thải Quảng Đuôi đã chảy ra môi trường. Liên quan đến vụ việc nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng chặn xe cứu thương, theo thông cáo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, vào tối ngày 7 tháng 8, ông LVG, Trung tâm Pháp y Đà Nẵng đã liên hệ với dịch vụ vận chuyển thi thể khi được gia đình nạn nhân nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, cùng lúc này gia đình cũng đã liên hệ được xe vận chuyển khác nên dẫn đến việc hai xe vận chuyển cùng có mặt. Để hạn chế những ảnh hưởng có thể xảy ra trong khi gia đình tiến hành khâm liệm, nhập quan, ông LVG đã đóng cổng ra vào trụ sở, tạm thời không cho xe nào vào. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, cả người nhà lẫn nhân chứng vụ việc cho rằng thông tin Sở Y tế đưa ra là không đúng sự thật. Ông TTH, đại diện người nhà nạn nhân cho biết, khi xảy ra sự việc, gia đình rất đau buồn nên không muốn vướng vào chuyện tranh cãi đúng sai. Theo ông H, việc chặn không cho xe không đồng của gia đình vào bên trong không xảy ra nhẹ nhàng như cách giải thích của Sở Y tế Đà Nẵng. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Tuấn là người lái chiếc xe không đồng từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng để đưa thi thể nạn nhân về quê Hải Dương khẳng định, ông Tuấn và người nhà nạn nhân nhiều lần xin ông Giờ cho xe vào bên trong để đưa thi thể nạn nhân về, nhưng bị ông này từ chối. Báo Vietnamnet đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Vũ Liên Oanh, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Ngô Vui, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Hà Huy Long, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính và Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch NSJ Group, cùng nhiều bị can khác về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan đến vụ án, các bị can Oanh, Vui, Long còn bị truy tố tội nhận hối lộ, bị can Nga bị truy tố tội đưa hối lộ. Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch công ty NSJ quen biết với Oanh nên đã đến gặp bà Oanh trao đổi để các công ty trong nhóm NSJ Group trúng các gói thầu theo giá mà Nga ấn định trước. Cơ quan công tố kết luận, hành vi của bà Oanh đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 80 tỷ đồng. Ngoài hành vi nêu trên, từ khoảng cuối năm 2016, đầu năm 2017 đến cuối năm 2019, đầu năm 2020, các thời điểm trước Tết âm lịch, sau mỗi lần bà Oanh thông đồng tạo điều kiện để công ty NSJ trúng thầu trái pháp luật, Nga đã 4 lần đến gặp cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, Oanh và đưa tổng số tiền 14 tỷ đồng. Số tiền nêu trên, bà Oanh khai đã sử dụng mua ô tô, bất động sản và chi tiêu cá nhân hết. Hiện cơ quan điều tra đã thực hiện kê biên các tài sản nêu trên, gồm 8 lô đất, tổng diện tích gần 1.200m² và một ô tô hiệu Toyota Yaris. Công an Hà Tĩnh cho hay, cơ quan này vừa có thư kêu gọi bị can Lê Đình Thức, trú xã Thành Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, sớm ra trình diện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam. Trước đó, ngày 6 tháng 8 năm 2023, tại thôn Quang Trung, xã Thành Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Lê Đình Thức, sinh năm 1979, nơi cư trú thôn Quang Trung, xã Thành Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, sử dụng dao đâm ông Quách Trọng Bình,
sinh năm 1953, trú cùng thôn. Hậu quả, ông Bình tử vong sau đó. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, quy định tại điểm D khoảng 1 điều 3, khoảng 2 điều 51 Bộ luật Hình sự, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi bị can Lê Đình Thức khẩn trương sớm ra trình diện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng khuyến cáo tổ chức cá nhân nào bao che giúp đỡ cho Lê Đình Thức bỏ trốn sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Liên quan đến sự cố ngập nước tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, lý trình km 25+419 vào ngày 29 tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố kết quả kiểm tra sơ bộ được gửi về từ đoàn công tác tại hiện trường. Theo báo Dân Trí đưa tin, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đập sông Phan cách vị trí ngập 8,6 km. Các đập sau khi đưa vào vận hành làm biến đổi dòng chảy phía hạ lưu. Các chuyên gia đánh giá lòng sông, suối từ vị trí cống về phía hạ lưu cầu sông Phan có hệ thực vật xâm lấn, bồi lắng. Điều này làm thu hẹp dòng chảy, gây dồn ứ nước cục bộ dẫn đến mực nước tại khu vực cống dâng cao, gây ngập đường. Về đánh giá trách nhiệm, Bộ Giao thông Vận tải cho biết tư vấn chưa lường hết được việc thu hẹp dòng chảy phía hạ lưu cống dẫn đến dồn ứ nước trên mặt đường cao tốc. Kết quả rà soát tại lưu vực và các thông số đầu vào cho thấy vị trí cống km 25+419 được thiết kế với khẩu độ 2,5 x 2,5m, đáp ứng yêu cầu thoát nước của lưu vực tự nhiên phía thượng lưu. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra ngập, lượng mưa chưa đạt tới tần suất tính toán, nhưng cao độ đã lên đến 45,23m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử. Bộ Giao thông Vận tải đánh giá đây là yếu tố bất thường cần phải nghiên cứu, làm rõ. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, tiến sĩ Đỗ Văn Lĩnh, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam cho biết, qua khảo sát khu vực sạt trượt trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, hai khu vực sạt lở tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức và hai khu vực sạt lở ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ Long đều có hiện trạng các công trượt nằm ở nơi giao nhau của các đứt gãy. Các khu vực này có đặc điểm chung là bất ổn về mặt địa hình, địa chất. Do khu vực sạt trượt này có dấu hiệu chuyển biến phức tạp nên cần theo dõi và khảo sát chi tiết để đánh giá nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục. Theo ghi nhận, đến chiều ngày 9 tháng 8, tại đô thị hồ chứa nước Đắk Nờ Tin, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ Long, tình trạng sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với điểm sạt lở này, đồng thời di dời toàn bộ các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, Công an thành phố Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Nho Cầm, 60 tuổi, trú tại quận Hải Châu, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra cho thấy, từ năm 2018, ông LK, giám đốc công ty KNL, trụ sở tại thành phố Đà Nẵng, nắm được thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có chủ trương kêu gọi đầu tư dự án bến du thuyền, khu vực cảng sông Hàn, nên muốn đầu tư. Qua kết nối, Nguyễn Nho Cầm đã đưa ra thông tin gian dối, có thể chạy được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, với điều kiện ông K phải đưa tiền để quan hệ ngoại giao. Sau khi nhận tiền, Cầm cam kết chậm nhất đến ngày 30 tháng 3, 2019 sẽ giao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên đến ngày hẹn, người này không thực hiện và liên tục hứa hẹn nên ông K trình báo công an. Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một số ngư dân bị đánh gây thương tích trên tàu cá xuất hiện trên mạng xã hội Facebook vào ngày 7 tháng 8. Bộ đội biên phòng Kiên Giang đã cử lực lượng giải cứu được 3 nạn nhân trên tàu và đang tiếp tục tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Theo báo Nhân dân, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết đã giải cứu được 3 ngư dân bị đánh trên tàu cá vào ban đêm, khiến cộng đồng mạng quan tâm. 3 ngư dân bị đánh trên tàu cá gồm ông NVC, 39 tuổi, ở tỉnh Bến Tre, ông VVQ, 31 tuổi, ở tỉnh Hải Dương và ông TMT, 41 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang. 3 người ngư dân trên được đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định. Cổng thông tin điện tử chính phủ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thanh Sơn, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, nguyên trạm trưởng trạm y tế phường Đồng Văn, về tội giả mạo trong công tác. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Duy Tiên đã điều tra xác định
tại trạm y tế phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên diễn ra tình trạng cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm không đúng quy định cho một số công nhân đang lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn, để số người này được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Duy Tiên đủ căn cứ xác định Phan Thanh Sơn, nguyên trạm trưởng trạm y tế phường Đồng Văn đã lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện hành vi vi phạm. Tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong. Thông tin từ báo giao thông, bà Lê Thị Tòa, 63 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, chạy xe máy từ đường Đào Duy Từ ra hướng Hồ Nam Phương. Khi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ giao nhau giữa đường Đào Duy Từ và phường Nguyễn Đình Chiểu thì va chạm với xe ben do ông Phạm Văn Hùng, 30 tuổi, ngụ phường Lộc Phát điều khiển. Cú va chạm làm xe máy bị cuốn vào gầm xe ben. Bà Tòa bị bánh xe cán qua người. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện 2 Lâm Đồng cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc cho biết, bà Tòa là chi bộ trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 12, phường Lộc Phát. Thời điểm bị nạn, bà Tòa đang đi vận động người dân cài đặt định danh điện tử. Hôm nay 10 tháng 8, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương làm rõ vụ cháy nhà dân. Ghi nhận của báo Người Lao Động. Tối 9 tháng 8, căn nhà một trệt hai lầu trên đường Nguyễn An Ninh, phường 14, quận Bình Thạnh bốc cháy dữ dội. Hàng xóm lân cận chạy đến tìm cách dập lửa. Đồng thời lúc này, họ nghe bên trong có tiếng kêu cứu của một cụ già. Người dân dùng dụng cụ phá cửa cứu được cụ ông ra ngoài, nhưng đám cháy vẫn bùng lên, cột khói bốc lên cao. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động xe, phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận nhiều hướng dập tắt lửa. Thời điểm cháy, cụ già ở một mình trong nhà, khóa cửa trong. Cụ ông có vấn đề thần kinh, một người hàng xóm cho biết. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Ghi nhận của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt mới nhắm vào 8 cá nhân và 4 thực thể của Belarus với cáo buộc đồng lòa với Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine và tài trợ cho chính phủ của Tổng thống Alexander Lukashenko. Cụ thể, theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, danh sách các cá nhân và thực thể bị trừng phạt bao gồm 3 doanh nghiệp nhà nước, 1 tổng giám đốc và 1 công ty con của một trong những doanh nghiệp đó. 3 doanh nghiệp nhà nước gồm hãng hàng không Belavia Belarusian Airlines, nhà sản xuất hàng không dân dụng Minsk 407 và công ty thép Belarusian. Một liên doanh với công ty thép Belarusian có trụ sở tại Florida của Mỹ có tên Belcap Steel LLC cũng nằm trong danh sách trừng phạt trên. Ngoài ra, biện pháp trừng phạt mới cũng nhắm vào 4 nhân viên của Cục Điều tra Tài chính của Ủy ban Kiểm soát Belarus cũng như 3 cá nhân lách lệnh trừng phạt để ủng hộ chính phủ ông Lukashenko. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký sắc lệnh hành pháp cấm đầu tư của Mỹ và một số công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc, thông tin từ báo Kinh tế và Đô thị. Theo đó, sắc lệnh này cho phép Bộ trưởng Tài chính Mỹ cấm hoặc hạn chế đầu tư của nước này vào các công ty của Trung Quốc trong 3 lĩnh vực bao gồm chip bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và trí tuệ nhân tạo. Sắc lệnh này nhằm ngăn chặn nguồn vốn và chuyên môn của Mỹ, giúp phát triển các công nghệ có thể hỗ trợ quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc và làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ. Bên cạnh đó, quyết định của người đứng đầu Nhà Trắng còn tập trung vào vốn cổ phần tư nhân, vốn mạo hiểm, liên doanh và đầu tư vào lĩnh vực xanh. Trong thư gửi Quốc hội, Tổng thống Biden cho biết ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm đối phó với mối đe dọa từ những nước như Trung Quốc trong việc phát triển các công nghệ nhạy cảm và sản phẩm quan trọng trong các lĩnh vực quân sự, tình báo, giám sát và năng lực mạng. Theo báo VN Express, Ngoại trưởng Mỹ Blinken điện đàm với Tổng thống bị lật đổ Bazoum trong nỗ lực liên tục nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình sau đảo chính ở Niger. Tuy nhiên, ông Blinken không nêu rõ cụ thể nội dung điện đàm với Tổng thống Bazoum cũng như điều kiện hiện nay của ông. Tổng thống Niger đang bị quản thúc tại dinh thự sau khi đội cận vệ tiến hành đảo chính lật đổ ông. Ngoại trưởng Mỹ trước đó cho biết ngoại giao là cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Niger. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ ủng hộ sáng kiến của các lãnh đạo Tây Phi về tổ chức hội nghị thượng đỉnh ngày 10 tháng 8 để thảo luận tình hình ở Niger, song từ chối bình luận khả năng Washington rút quân khỏi quốc gia Tây Phi. Lực lượng cận vệ Tổng thống Niger dưới quyền chỉ huy của tướng Abdelrahman Tiani ngày 26 tháng 7 tiến hành đảo chính
lật đổ Tổng thống Bazoum và thành lập chính quyền quân sự. Đây là quốc gia thứ ba ở vùng Sahel rung chuyển vì đảo chính quân sự trong vòng 3 năm qua, sau Mali và Burkina Faso. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.